Song Haikyuu xác nhận sẽ dự Met Gala 2023 với vai trò đặc biệt. Song Haikyuu tiếp tục tham dự sự kiện đẳng cấp Met Gala sau màn xuất hiện gây bão tại Big Sang 2023. Sau màn xuất hiện bùng nổ tại Big Sang Art Awards 2023, Song Haikyuu liền bay sang New York, Mỹ. Lúc này, nhiều người dự đoán rằng nữ diễn viên sẽ tham dự bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala, nhưng phía Song Haikyuu vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đến tối ngày 1 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ xác nhận nữ diễn viên đình đám sẽ tham dự Met Gala. Song Haikyuu sẽ xuất hiện tại sự kiện này với tư cách là đại sứ Fendi, một trong những thương hiệu nhà thiết kế Karl Lagerfeld từng lèo lái lúc sinh thời. Được biết, chủ đề của Met Gala 2023 là tôn vinh nhà thiết kế huyền thoại này nên màn xuất hiện của Song Haikyuu vô cùng phù hợp. Trước đây, nữ diễn viên có nhiều dịp làm việc cùng Karl Lagerfeld và vào năm 2019, cô cũng có động thái bày tỏ sự thương tiếc khi ông qua đời. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến người hâm mộ mỹ nhân The Glory vô cùng phấn khích. Ai ai cũng nóng lòng mong chờ được chiêm ngưỡng diện mạo của đại mỹ nhân xứ Hàn tại bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh vào sáng ngày 2 tháng 5 giờ Việt Nam. Bên cạnh Song Haikyuu, hai đại diện khác của làng giải trí Hàn Quốc là Jennie và Rose Blackpink cũng được cho là sẽ tham dự Met Gala 2023. Nguồn: Ocean.